buồn bã với những môi hôn trắng vừa khép những đóa mộng mơ. Ta mang cho em một đóa quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm. Ai mang cho em một chút tình, nụ cười khúc khích trên lưng. Chúc mừng cho Thiều Thị Trâm, số báo danh 01. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta đã được xem phần thể hiện của Thiều Thị Trâm ở cả tiết mục múa ba lê của cô, cũng như là phần thi hát với bài hát Quỳnh Hương, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần nhận xét của ban giám khảo dành cho Thiều Thị Trâm, số báo danh 01. Bây giờ thì tôi xin được mời ca sĩ Đoan Trang, chị đã giơ tay để nhận xét phần thi này. Xin mời. Cái bài hát vừa rồi em hát sai lời rất là nhiều. Một cái điều rất là buồn là tuần trước thì chị Trang có nói với em là cái bài Taxi em chọn không phải là một cái lựa chọn rất là khôn ngoan để mà sử dụng trong cái tiết mục thi của mình. Và chị mong là tuần sau khi em xuất hiện em phải thông minh hơn. Nhưng mà ngày hôm nay chị Trang nhìn thấy trong cái list danh sách bài hát này, những tình khúc vượt thời gian, người ta nghĩ đến những bài hát sâu sắc hơn. Chị muốn nhìn thấy cái tinh thần của em, cái tư duy của em phải chững chạc hơn, nhưng mà em lại chọn bài Quỳnh Hương. Và chị ráng cố gắng xem coi em thể hiện cái swing này như thế nào, nhưng mà chị không thấy cái nét nổi bật gì hết. Em hát bình thường mà còn sai lời, tại vì bài này chị Trang thuộc ngầm lòng, cho nên chị rất là tiếc ha. Còn cái thứ hai là cái bài múa của em khi em xuất hiện quá đẹp, và giống như là cái lời bài, cái bài hát mà em múa đó, You Look So Beautiful. Và cái mà em thể hiện những cái khung tay, những cái người, cái dáng thẳng như thế nào, thì chị hiểu rằng em rất là biết em đang làm gì. Đó là cái vụ điệu ba lê cho ngày hôm nay. Cho nên nói tóm lại, phần hát em chưa thành công, nhưng phần búa thì rất là thành công. Chúc mừng em. Có những lời nhận xét nhỏ nhỏ về phần hát của bạn, đúng không ạ? Tôi nghĩ như này, cái việc mà hát sai lời trên sân khấu ấy thì ca sĩ nào cũng gặp phải. Rất là tiếc là tại vì bài này quá quen thuộc. Quảng qua là bài này nó quá quen thuộc. Cái việc sai lời thì ai cũng sẽ có những cái tai nạn đó. Cái việc đó thì có thể mình coi nó là tai nạn. Thế nhưng mà rõ ràng tôi đồng cảm với cả Đoan Trang cái việc rằng là em chọn bài này. Bởi vì sao? Đơn giản là bài này nó không có đất để em có thể hát được swing. Nó tiết tấu nó rất là nhanh và em không có đất để em có thể làm được những cái câu feel hay là những cái gì đặc thù của cái điệu nhạc này. Và cái phần múa thì tôi nghĩ rằng là còn một cái điều nữa tôi muốn chia sẻ với em, hay là với bất cứ những cái bạn mà không phải là múa chuyên nghiệp cũng thế. Bao giờ các bạn làm động tác nó cũng không tới đến hết. Ví dụ như là ba lê nó là một cái gì đó nó rất là mềm mại, uyển chuyển. Thì bạn ra, ví dụ bạn thay vì bạn ra đến đây thì bạn chỉ có mới ra đến đây thôi, bạn chưa có ra được hết. Thì tất cả những cái điều đó nó là những cái điều mà sẽ thường gặp phải ở những cái người mà không phải chuyên nghiệp. Thế nhưng
Nói gì thì nói, tôi xin được chia sẻ với tất cả khán giả rằng là cái vòng thi này, cái đề bài đối với các bạn ấy, nó là một cái đề bài mà tôi nghĩ rằng là khó nhất đối với các bạn, bởi vì tuổi của các bạn còn rất là trẻ. Và vừa múa đương đại hay là ba lê thì thực ra cái điệu múa đương đại hay là ba lê thì nó cần một cái sự thẩm thấu nó nhiều hơn rất là nhiều. Thì rõ ràng là kể cả khán giả, cái hiệu ứng của khán giả cũng sẽ không thể nào thích thú hơn bằng là bạn nhảy quick step hay là những cái điệu kia. Thế thì và đặc biệt trong cả cái bài hát này nữa thì tôi nghĩ đây cũng phải có những cái sự gọi là chia sẻ và nhân nhượng đối với tất cả các thí sinh của chúng ta, bởi vì tuần này đó là một cái đề bài tương đối là khó với các bạn. Cảm ơn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Hồ Ái Anh. Và tôi thấy rằng anh Lê Hoàng từ đầu đến giờ thì cười rất là nhiều. Và anh cũng gật gù, tôi chưa hiểu là anh gật gù ở điểm gì. Vì anh Lê Hoàng anh hay gật gù nhưng anh cũng nói khác lắm. Thế nên là không hiểu anh có nhận xét gì, xin mời. Tôi nghĩ rằng là bạn không có gì phải buồn về chuyện hát sai cả. Bởi vì ngay cả giám khảo đôi khi còn chấm điểm sai mà. Cho nên là thật ra thì nếu mà đã nói về mặt gọi là cảm xúc nghệ thuật ấy, thì đôi khi ta không cần chính xác, ta chỉ có cảm xúc thôi. Tôi thì đặc biệt khen cái phần múa của bạn là sao? Thứ nhất á, thì bạn là người hình như là duy nhất chọn ba lê. Đó là điều mà ai cũng thấy. Ba lê thì quá khó rồi. Tôi không cần phải nói thêm cái điều đó. Mà tất nhiên là khi tôi xem bạn múa ba lê thì tôi cảm thấy thế này này. Bạn cũng được 1/10 ba lê đấy. Có nghĩa là bạn có cái dáng ba lê. Bạn có những cái cử chỉ của ba lê. Mà trong ba lê thì cái kỹ thuật khó nhất đối với nữ là kỹ thuật mũi cứng. Thì tôi thấy đôi khi bạn cũng nhoáng cái thấy cái chân của bạn cũng lên được 1/3. Đấy là những cái mà phải nói rằng là nếu mà chỉ học một tuần thôi. Nếu mà cỡ như anh Hồ Hoài Anh mà tôi mà múa ba lê thì tôi phải biết rằng là chắc chắn là không thể nào bằng một chút xíu của bạn. Không, tôi sau đây tôi sẽ đến thẳng nhà anh Lê Hoàng để múa ba lê cho anh xem. Thì là trước đây tôi có tặng quà. Tôi biết rằng anh Hồ Hoài Anh thì cũng đã từng múa ba lê, nhưng mà trong cái điệu gọi là cái chết của con thiên nga, mà là thiên nga đen chứ không phải là. Nhưng mà cho nên rằng tôi nghĩ rằng là cái riêng cái phần ba lê thì không phải là tôi nhân nhượng theo cái kiểu như rằng là thôi thì khó quá thì mình châm trước đâu, nhưng việc bạn chọn cái đấy và việc bạn tạo hình phảng phất nét ba lê, tôi cho điều đấy cũng đã là một thành công lớn. Vâng, xin cảm ơn ban giám khảo, xin được cảm ơn anh Lê Hoàng. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Trâm. Vâng, chúng ta cũng phải nhân nhượng với các thí sinh một chút, bởi vì thí sinh chúng ta chỉ có một tuần thôi để vừa tập hát cũng như là vừa tập múa, đúng không ạ? Rất là khó, và đặc biệt là những điệu múa ba lê cũng như là múa đương đại như thế này. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với không khí trong phòng chờ với chị Yến Trang, xin mời. Thưa quý vị, và như nãy giờ thì giám khảo của chúng ta cũng đã có những lời nhận xét cũng như là những khích lệ dành cho Thiều Thị Trâm. Bởi vì nếu như mà quý vị có mặt trong buổi sáng hôm nay khi tổng duyệt chương trình thì quý vị mới thấy được sự cố gắng của Thiều Thị Trâm. Bởi vì em đã tập rất là nhiều, tập đi tập lại kể cả tiết mục múa cũng như là bài hát của mình. Và quý vị hãy thông cảm cho Thiều Thị Trâm của chúng ta và hãy cố gắng ủng hộ cũng như là có những cái khích lệ để giúp cho Thiều Thị Trâm có thể cố gắng hơn nữa trong cái sự nghiệp của mình cũng như là những con đường phía trước. Và bây giờ hãy cùng hướng về sân khấu xem rằng ban giám khảo sẽ dành số điểm như thế nào cho Thiều Thị Trâm nhé. Xin mời. Và bây giờ sẽ là số điểm thật sự khích lệ dành cho Thiều Thị Trâm. Bây giờ chúng tôi xin được mời ban giám khảo Lê Hoàng. Số điểm dành cho phần thi múa ba lê của bạn: 8 điểm. Xin mời ca sĩ Đoan Trang: 9 điểm. Nhạc sĩ Nguyễn Ông Thuận: 8 điểm. Và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: 9. Xin chúc mừng. Và bây giờ sẽ là số điểm dành cho bài hát vừa rồi của Thiều Thị Trâm. Xin được mời đạo diễn Lê Hoàng, anh cho mấy điểm đấy ạ? 7 điểm. Và ca sĩ Đoan Trang: 8. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận: 8 điểm. Và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: 8 điểm. Xin chúc mừng. Mà quý vị khán giả thân mến, quý vị hãy ủng hộ cho Thiều Thị Trâm của chúng ta bằng cách là nhắn tin mã số